Mà chào các bác nha, đến với video của em kênh Hàng Bãi. Hôm nay giới thiệu đến bác hai cái mẫu nồi nửa lít nè, 0.63 lít và 0.54 lít của hãng là Panasonic, mẫu cao cấp xịn sò phím cảm ứng, một cái là áp suất điện tử thuộc cái phân khúc là cao cấp. Để đi vào video chi tiết, em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bác xem video đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác. Thì không để mất thời gian các bác thì vô thẳng luôn nha, cho các bác lên nóng cho các bác nè. Hai mẫu này em sale giá bao tốt, bác nào mà mình một hai ba người nè, hoặc là mình ăn gạo lứt ăn riêng nè, mua cái này, những nồi này về cho em nấu cơm cực kỳ ngon, em đảm bảo các bác là đỉnh của chớp luôn. Những cái siêu phẩm nửa lít này rất là ít các bác, rất là hiếm. Mẫu bana trước các bác, mẫu này 0.63 lít, sản xuất 2017, còn rất là đẹp các bác, ngoại thất thì cũng đẹp nhưng chưa xài luôn nè các bác. Nó có hơi bẩn tí này không? Cái này là bẩn nha, vệ sinh lại là hết. Và thông số cho em 2017 là năm sản xuất, điện áp là 100V, công suất là 700W, mã của nó là 067 đấy các bác. Hiện tại em đang bán đâu nguồn điện 2000W nha, giá là 550.000 đồng. Đâu nguồn điện 3000W em bán với giá là 700.000 đồng. Thì bác nào mình có nhu cầu mình inbox liên hệ qua số điện thoại cho em 0919407501. Ở Zalo em bán rất là nhiều hàng, kết bạn Zalo mình tham khảo nha. Có chạy đây một xíu các bác, chạy nhẹ đây nha. Thì hàng có sao thì em sẽ nói về em qua rất là cận cảnh, rất là kỹ với các bác nè, yên tâm. Mẫu nồi rất là dễ thương, 0.63 lít, hay phím là phím cảm ứng, thuộc công phúc là phím xịn sò đó các bác. Vô là cái chiều em nấu nè các bác, em chưa có lao cũng như nó còn nóng á, em lấy cái khăn nước á, cái khăn có nước á, em lao ra nó hơi ố nè, nó chùi ra là bóng dờn nha. Chùi ra là bóng đẹp lắm, không có gì hết đó các bác. Em có con trai chùi cũng không được gần vậy á. Rồi, trên đây cũng vậy thôi các bác, chùi ra là nó bóng đẹp lại thôi. Tay cầm quay, tay chùi thì nó không được ấy. Thì mà mỏng là cũng mà cao tầng các bác, nhưng mà cao tầng cao cấp nha, chứ không phải cao tầng thường những mấy nào khác nha. Rất là đẹp này các bác. Mẫu này em xe các bác, mẫu này thì đẹp lắm các bác, người ta dùng ít đó, nhưng còn đẹp, nhưng mà cái người trước á, người ta dùng ta không biết bảo quản các bác, cho nên là đây nè, cái lòng nồi này xước dăm nhiều này các bác thấy không, không có bong chóc gì trơn nha, xước móng tay do gạo, xước mua cơm nhiều nè các bác đó, còn lại xước dăm chứ không có bong chóc gì trơn các bác. Em coi cận cảnh cho các bác coi nè, đó xước dăm mà vậy đó các bác, chứ không có mà bong chóc gì hết nha. Em quay rất là kỹ nè, mình coi kỹ với em thì nó không được mà thẩm mỹ lắm, bắt mắt lắm thì nó sẽ rẻ hơn tí xíu, nhưng mà cái chống dính vẫn còn tốt, ok, chứ không có bong chóc, có chống dính gì hết đó. Ok chưa, giá rẻ hơn 500-700 ngàn với những cái mẫu thường luôn các bác, đặc biệt là cái lòng là inox, cái lòng mình hơi bẩn luôn nè các bác, em chưa vệ sinh, giờ em test ngon lành em đăng lên cho các bác chứ em chưa vệ sinh cái gì chưa. Cái này này lau nữa là ok, đẹp luôn nè. Rồi tiếc hơi cái lòng thôi, nhưng mà không bong chóc gì trơn nha, chỉ chày vậy thôi à, có sao thì em bán vậy, có sao em báo vậy. Vào bên trong cho em nè, như em nói nằm chưa vệ sinh gì luôn, bắt là bụi bặm đâu nè. Em mua bên Nhật người ta chụp là không có thấy gì đâu các bác, người ta mới người ta chụp sao mà hay quá. Tới giờ mình bỏ như bác hỏi có hàng vậy không, cũng như người ta chúc hụt người ta hỏi có hàng vậy, báo có các bác, nhưng mà chưa có biết đẹp xấu, kiểu là mua cũng là gọi là mình nhìn qua hình ảnh thôi, nhưng mà người ta có tâm thì nó chụp mình nó kỹ, còn nếu mà người không có tâm thì chụp mình không thấy. Cắm điện cho bác báo giá luôn nè. Rồi các bác thì em đã cắm điện vào nè, màn hình đã lên, cái này là màn hình led nha, bấm nè đó, và màn hình cảm ứng, cái đoạn nó nhanh, nó ngon, nó mềm, nó dẻo, nó sôi. Cái này gạo lứt nè đó, cái này là nấu gạo lứt không do, cái này nấu gạo trắng không do, gạo lứt, cái này là cái gạo lứt đó các bác. Rồi các bác thì mình không nấu thì mình tắt cho em, lúc này hẹn giờ nè, khung sáng khung chiều, chỉnh cái khung giờ đúng gia đình mình ăn cơm, mình buông ra mình bấm nút nấu thì đúng khung giờ này có cơm gia đình mình ăn, chờ đợi nấu nó sáng đây, nấu thì nó sẽ sáng ở đây, chín sẽ về đây. Tắt cho em là lúc này, đúng là nút hâm nha, đúng không, mình tắt chỉnh chế độ nè, gạo trắng nè, chế độ nấu ngon kéo dẻo thông thường 48 phút. Em sẽ có video hướng dẫn cho các bác là chi tiết. Mẫu này ngoại thất đẹp quá trời, nhưng mà cái
cái lồng cái nhà nào mà không biết không xài không bảo quản hơi tiếc. Cái mẫu sắt thì đẹp lắm á, em bán cho mình là những mẫu là 2 triệu ngoài không quá, bán 1,7 triệu đó nha, bán cho mình 1,7 triệu đúng giá, mới bán 1,7 triệu lỗ luôn á. Em mua cái la giá là từ tiền Nhật qua tiền Việt là nó cao hơn, chưa tính tiền ship, mua mắc hơn cái giá 1,7 triệu gì đó, chưa tính tiền ship mà từ Nhật về luôn nữa đó, mà bán vậy là lỗ banh nóc rồi. 1,7 triệu mới bán, mua thì cọc 300 chuyển đủ thì bao ship bảo hành 6 tháng, chụp màn hình lại gửi qua Zalo khi bác mua lần này, qua mẫu cho các bác nha. Rồi các bác thì qua cho mình một cái nồi cao cấp cao tầng áp suất, hoặc là áp suất điện tử có chạy đang xíu các bác, chạy đang nhẹ nè, có sao thì em báo liền cho các bác, thuận mua vừa bán cho đỡ. Nhiều khi người ta mua hàng người ta hy vọng đẹp lắm, tới hồi nhận hàng không được như ý thì cũng cũng tội nghiệp người ta. Thì cái tâm lý của mình cũng vậy, mình mua hàng thì mình cũng phải là biết đúng để mình vừa cái bụng vừa ý, chứ đôi khi nó đẹp quá mà tới hồi người ta nhận không được đẹp thì tội nghiệp. 2017 là năm thăng sức 0.54 lít, cho phiên bản là phiên bản cao cấp, nó có cái tay này các bác rất là đẹp nha, mã này các bác, những cái nồi nhỏ này là cái giá trị nó rất là cao các bác, nó mắc lắm nha. Rồi bên trong thì cái gon rất là dẻo, dẻo nhẹo luôn, đẹp luôn, nó có hơi vàng tí các bác, tại vì do chắc là chủ nhân trước người ta nấu gạo lứt, thì thường nấu gạo lứt thì nó sẽ là thấm, nó dính cái màu ở phần này nha, còn như phần này nó xanh đẹp nè nè, xanh đẹp nè, xanh đẹp, còn cái phần này nó chỉ dính màu thôi, do là người ta nấu gạo lứt đậu đỏ đó, còn nhà còn dẻo nhẹo hết nè, còn rất là tốt nè, đem test kính hơi ngon lành hết, không có gì hết trơn á nè. Áp suất điện tử mẫu là cao cấp của hãng đó, nồi 0.54 lít nấu cho 1 đến 2 người ăn, còn nồi này này cái nồi này nấu cho 1 đến 2 đến 3 người, lòng rất là đẹp luôn nè các bác, lòng đẹp nha, không có bị bong chóc chảy xước mua cơm gì hết trơn á các bác, này rất là đẹp. Em coi rất là kỹ các bác, cho nên là mình mua hàng mình cũng coi kỹ giùm em, mình cũng đừng có gấp, nếu mà mình ấp ủ mua cái nồi cơm mà dễ dàng mình xài thì mình theo dõi rồi ưng bụng mình hả mua đó các bác, đây nè đó. Nếu mà các bác nấu gạo lứt mà các bác mua những cái nồi nhỏ nấu ngon lắm các bác, mềm ngon lắm, bên trong cho em nè, cắm điện giờ báo giá cho các bác nha. Các bác thấy cắm điện nó hiển thị màn hình lên nè, cái này màn hình ẵng nha, đèn led luôn, nấu cơm là lúc này cho em đó, còn lúc này là nút tắt nè, chế độ nấu thông thường là 46 phút không nấu tắt đó, rất là xịn nha, bấm vô đây là chế độ nấu đó. À, em xin lỗi, bấm qua đây mới chế độ nấu, đây là cái menu nè, chữ này chế độ nấu là sau cháo gạo lứt cơm mềm cơm dẻo, cái này là cơm dẻo là 5 mấy phút gì đó, 52 phút, tắt cho em, hẹn giờ 2-3 khung giờ, 2 khung giờ chỉnh đúng khung giờ gia đình các bác ăn cơm, các bác buông ra giùm em thì bấm nút nấu thì sẽ đúng vào cái khung giờ này, có cơm gia đình các bác ăn nè, chờ đợi nấu nó sáng đây nè, nấu sẽ sáng đây này, chín sẽ về đây nè, tắt, nút tắt cũng là nút hâm luôn đó, không hâm thì tắt. Mình sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác là chi tiết nha, xôi cháo gạo lứt đó. Cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai. Ra cái menu thứ ba là nó thêm cái chức năng nấu, thì bấm được thì là nấu, thì hiển thị cái thời gian thì hết thời gian nó sẽ tắt. Nấu chức năng này là 40 đến 53 phút, tắt cho em không sử dụng, hâm thì bấm thêm cái. Em bán xem sao có video hướng dẫn chi tiết cho em dán nút nấu nút tắt cho các bác hết. Thì hàng thì như hình như video vậy nè, nhận hàng các bác được kiểm tra trước mặt bưu cục nha. Đó thì các bác thấy thế nào thì nhận thế đó, không thêm không bớt gì hết. Thì mẫu này em xe cho mình với giá là 2 triệu đồng nha. Thường những cái mẫu này là bán mắc lắm các bác, có chỗ bán 3 triệu, 2 triệu 8, 9 thêm, chứ không có cái màu trắng thì nó nằm ngay thì nó cũng đẹp hơn thì giá sẽ cao hơn các bác. Cái mẫu này bán 2 triệu thôi thì đúng giá thôi. Nói chung là về cặp này là bán là lỗ luôn đó. Giờ trả giá nhiêu em cũng không bán được trơn, chuyện khoản đủ thì các bác cũng đỡ cái phí ship thôi. Mà mẫu này 2 triệu rẻ lắm không ta? Mẫu này 2 triệu là rẻ quá, rẻ luôn á. Không mua nữa là thôi rồi. Cái giờ chợ nào nữa, cọc cho em mỗi sản phẩm là 300 ngàn nha, còn chuyển đủ là em bao ship, cọc là các bác trả tiền ship thì em bán nói đúng nhất giá thôi.
bán cho người thân, người quen, người nhà thì cũng giá, nó khỏi có mất công mà phân bì phân lê gì chứ, ai coi được mua trước thì mua trước. Em cảm ơn các bác theo dõi video nha, hẹn gặp lại, chào tạm biệt.